Đây trời mưa quần áo không khô mệt lắm. Tiết kiệm mua đồ ăn sống về làm vừa ngon vừa hợp khẩu vị của mình, mà hơn đồ ăn chín nó bán đắt gấp đôi. Bốn cái đùi gà công nghiệp này không bằng hai cái đùi gà chín đâu. Đó là lý do Thủy mua đồ sống về làm.